mới gọi nãy đó hả? Ừ. Chị mới gọi đó. Chị mới chạy lên đây. Hồi nãy ở gần đây hả? Hồi nãy là chị lên đây chị thăm người đau ở chỗ nhà chỗ đi đây bên đây chỗ trường đại học ngôn ngữ này. Mà chị đi về. Ba sáu chưa? Chơi ba sáu vậy. Chị biết ở trên đây nãy chị vô thì làm luôn sớm rồi. Ờ, chị mà vô là không phải chờ luôn. Hồi 11 giờ. Em, như bây giờ tới lượt chị làm mà đúng 4 được là chị chờ 4 giờ. Vô tư chị, vô tư chị, vô tư chị. Chợ đông quá kìa. Vô tư, vô tư. Chị đi nhà thờ. 5 giờ chị đi nhà thờ. Vô tư chị. 4 giờ, giờ trừ mới có mấy giờ ta? Chừng 2 giờ. Nói chung, vô tư chị. Làm nhanh ổn mà. Chị hay làm bên cái hẻm thì bánh bèo ướt á. À 135 á. Ừ. Hôm qua bên đó gần chỗ nhà thì Phụng cái gì á. Dạ, Phụng làm đồ mộc á. Ừ. Nhưng mà lâu vẫn dịch đồ đi nè, cũng không. Dạ. Cái hẻm đó có dịch dân sợ đâu biết lên đây đâu. Em Covid mà. Em chuyển lên đây lâu rồi. Mặt em làm nhiều hơn Lý. Cũng nhanh đúng không?
Nó lỡ qua rồi chứ ta. À hay là ngày nay ngày chi đó à? À ngày quan trọng nhiều khi ngày nay là không chi đó. Chắc hay quá. Tuần nay em gọi lại chị thêm cho lần nữa thì cho nó hết nha. Nó tắt luôn em được. Em chụp lại. Không cần chụp em.